chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay mình có dịp đi ngang nút giao trạm 2 ở thành phố Thủ Đức nên có một số hình ảnh muốn gửi đến quý vị và các bạn. Nút giao thông trạm 2 là nút giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía đông thành phố. Công trình hoàn thành năm 2004 với tổng kinh phí khoảng 120 tỷ đồng. Đây là nút giao thông có thiết kế hệ thống cầu vượt dạng hoa thị đầu tiên tại Việt Nam, với 4 vòng tròn có đường kính 420 m và các nhánh đường trong khu vực có diện tích 27 hectare. Về tên gọi trạm 2, trước đây nơi này khi chưa xây dựng nút giao còn được gọi là ngã ba Thủ Đức hay ngã ba trạm 2. Sau khi xây dựng nút giao, nơi đây được người dân gọi là nút giao trạm 2. Trong các tài liệu mình tìm thì không thấy nhắc đến nguồn gốc của cái tên trạm 2 này. Quý vị nào biết nguồn gốc tên trạm 2 thì hãy bình luận ở phía dưới cho mọi người cùng biết. Nút giao này kết nối xa lộ Hà Nội tên cũ là xa lộ Biên Hòa hay quốc lộ 52 với quốc lộ 1A tên cũ là xa lộ Đại Hàn. Đây là cửa ngõ phía đông thành phố, giao điểm giữa các tuyến đường để vào trung tâm thành phố hoặc ra các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương. Hiện tại đây cũng là nút giao thông 4 tầng đầu tiên của thành phố khi có tuyến tàu điện metro chạy cắt ngang. Song song với xa lộ Hà Nội là dự án gồm 8 hầm chui qua các nhánh đường giao cắt của cầu vượt trạm 2 theo hai hướng về thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Công trình có quy mô 165 tỷ đồng góp phần giải quyết xung đột giao thông ở nút giao này. Dự kiến hoàn thành quý 3 năm 2018 nhưng đến nay chỉ mới xong một bên hầm chui hướng từ Đồng Nai về thành phố. Hướng còn lại đang tạm dừng do vướng mặt bằng như trong clip chúng ta thấy. Xung quanh nút giao này là khu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông Lâm, khu du lịch Suối Tiên, khu công nghệ cao. Nút giao trạm 2 là một trong những nút giao quan trọng của thành phố, giúp hiện đại hóa giao thông, giúp xe cộ lưu thông dễ dàng, kết nối vùng, phát triển kinh tế, an sinh xã hội. Thành phố hiện tại đã và đang xây dựng nhiều nút giao thông đồ sộ, phức tạp. Trong thời gian tới kênh cũng sẽ làm về những nút giao này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nếu có điều gì sai sót, mong các bạn hãy bình luận phía dưới để kênh làm tốt hơn trong các video tiếp theo.